Khoảnh khắc xúc động của huấn luyện viên Park Hang-seo với các tuyển thủ Việt Nam. Cựu huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam là khách mời trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Hàn Quốc. Ngay trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo xuống sân bắt tay, động viên các cầu thủ Việt Nam mà trong đó không ít người là học trò cũ của mình như Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Anh, Đặng Văn Lâm. Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo không quên bắt tay chào hỏi huấn luyện viên Philippe Jouzier. Sau khi trở về khán đài, ông Park cũng dành thời gian hỏi thăm tình hình chấn thương của Quang Hải và Quế Ngọc Hải trên khán đài. Hôm qua cứ tưởng thầy vẫn là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam khi thấy thầy đứng cùng các cầu thủ. Người hâm mộ tuyển Việt Nam luôn biết ơn ông vì những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Một cổ động viên Việt Nam bày tỏ về khoảnh khắc xúc động khi huấn luyện viên Park Hang-seo gặp lại các học trò cũ.